Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là thầy AZ đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Legend Dino nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này hay là cho mình thêm một like nhé, một comment và một chia sẻ nhá. Nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Hôm nay nhận thêm được khoảng hơn 2.000 game anh em ạ. Quá ngon luôn. Và chúng ta đi mở phần thưởng đi anh em. Xem nào, cửa hàng. Ui, khủng long đen ạ. Con khủng long con này hôm nọ mình vừa nhận được đây anh em. Chính xác hôm nọ mình vừa nhận được cái con khủng long đen này luôn anh em ạ. Đá quý này, thêm 30 đá quý này. Chú khủng long 3 năm sao, chú khủng long 3 sao. Đá rừng, thức ăn này. Mình nghĩ mình sẽ mua thêm thức ăn ha. Thức ăn đang hơi ít anh em ạ. Tôi đang cần mua thức ăn. Rồi, hôm nay tôi sẽ đi mở tiếp của khủng long nhé. Khủng long con đen đen hôm nọ mình vừa lấy được xong đây. Bốc 10 lần luôn. Con này dễ ra lắm anh em ạ. Tôi có 10 cái vé. Mở luôn. Đấy, lại thêm được một con nữa này. Ok, có lẽ mình sẽ đánh con này anh em, tại vì nó có thể lên được sao ấy. Mình vẫn còn khoảng hơn 3.000 nữa, bốc thêm phát nữa nào. Khủng long bóng tối luôn. Con này dễ ra lắm. Đấy, lại thêm một con nữa này. Hôm nọ tôi được tổng cộng tôi có 4 con này rồi anh em ạ. Oh my god. Tôi có 4 con này rồi và đây, tôi có dẫn được 4 con này luôn anh em. Con này kỹ năng để lại dấu vết nguyền rủa. Ok, để lại dấu vết, kỹ năng nguyền rủa có vẻ là ngon anh em ạ. Tôi sẽ lấy cái con kỹ năng này nhá. Đây, cái level up max lên level 20 ha, cường hóa lên này các bạn. Con này khỏe anh em ạ, mình khá thích đánh con này luôn đấy. Cường hóa lên level up max 30 luôn. Tiếp tục là cường hóa lên thêm, tại vì nó có rất là nhiều mảnh em ạ. Đơn giản là nó có nhiều mảnh để có thể lên được. Đấy, nhìn trông con khủng long bóng tối trông xịn thật sự luôn anh em nhỉ. Đẹp nữa ấy, thật sự là đẹp. Cường hóa là nice. Cường hóa lên, tiến hóa là không bạn? Tiến hóa đang thiếu à. Đang thiếu mảnh à, còn cái phần trong người nó thì rất là nhiều á. Đây, chính cái mảnh của nó luôn anh em ạ. Level chưa đủ à. Mình lên được thêm một level nhỏ nhỏ anh em ạ. Nhưng con này đẹp nhỉ? Con bóng tối này đẹp thật sự luôn ý. Anh em nào thích con này không? Tôi rất thích cái con khủng long bóng tối này luôn. Ok, chúng ta có thể kiếm thêm được cửa hàng trứng khủng long. Tôi sẽ đi đánh cái thám hiểm thường ha. Đây này, cái này để lấy đá để tiến hóa anh em ạ. Rừng nấm thì có vẻ như sẽ rất là khó, nên tôi sẽ đi cái này trước. Ok, tại vì nó có nhiều chứa nhiều cái thứ nguyên liệu ấy, hay ho cho chúng ta anh em. Holy shit, tại sao tôi lại là cái này? Tại sao tôi không tấn công được nhỉ? Một đòn thôi là chết rồi. Đâm không kịp mình rồi anh em ơi. Một con tèo nha. Một con mèo Max Zero. Ok, Max Zero. Con này nó có 3 kỹ năng. Cứ bình tĩnh. Có lẽ lần này nó sẽ nó sẽ tấn công anh em ạ. Phản công à. Phòng thủ. Lượng sát thương sẽ giảm. À, hai con cùng phòng cùng ấy luôn anh em ạ. Khá là hiểu ý nhau à. Nhờ. Thật sự là khá là hiểu ý nhau đây anh em. Đấy. Mình nghĩ là nó sẽ thủ thôi. Mình sẽ tấn công mạnh đi. Úi giời. Thông minh đấy, cưng. Úi ôi, sao nó đánh thốn thế nhỉ? Khó chịu với con này thế nhỉ? Mana Zero. Ui, chưa hết sạch cả cái mấy cái item kia luôn rồi. Làm sao để có thể tấn công và phản công được đây? Oh, nice, nó phòng thủ anh em ạ. Nó có 4 đòn à. Mình nghĩ mình sẽ tấn công mạnh trước. Ui ôi, gần chết rồi. Đánh kiểu gì đây? Không ổn rồi. Làm sao mà tôi có thể được nhỉ? Khó nhờ anh em, thật sự là khó nhằn đấy. Mình hồi lại một tí máu, một xíu máu này thì không ăn thua. Chết rồi. Đòn bão đôi. Hơi yếu anh em ạ. Thật sự là đòn đánh vẫn không phải là mạnh. Không quá mạnh ấy. Làm nào đây?
Nó sẽ có 4 năng lượng anh em ơi. Phản công. Phản công sẽ mất khoảng 3 rồi. Chắc là chưa tấn công đâu anh em ạ. Đây, lúc này nó sẽ tấn công này anh em. Thế tôi đoán bây giờ nó sẽ tấn công mình này. Hơi thở. Ui giời, chết luôn anh em ạ. Fuck you boy. Con này tèo rồi, con này toang rồi. Toang rồi. Cho tận đến hai con nữa mà chỉ còn đúng hai con thôi. Với một cái nạp cấp tốc đúng một lần thôi anh em. Con này xong phim tôi rồi. Tôi đánh kiểu gì đấy? Tôi đánh kiểu gì đấy? Có lẽ lần này nó sẽ thủ chăng? Theo mình đoán là nó sẽ thủ ấy. Công luôn ạ. Ok. Lần này hết thủ rồi em ơi. Hết thủ rồi chắc chắn là mình sẽ đánh được chúng à. Sẽ có 3 lần anh em ạ. Mình sẽ tấn công theo cái hướng nào cho nó đẹp nhỉ? Nạp cấp tốc giết nó luôn anh em. Không cho nó phản công chứ đúng không? Không cho nó phản công anh em ạ. Nó sẽ còn một con cuối cùng ở bên này. Căng gớm nhỉ? Con này khá mạnh. Nó con này khá là trâu chó. Tôi sẽ dồn để lấy cái dung nham này nhá. Tấn công mạnh. Fuck you, boy. Nạp linh hồn với tôi này. Nice. Ok boy. Bây giờ phải nạp thôi anh em. Không có cái nào khác cả. Tấn công bằng tất cả những cái gì mình đang có ha. Tấn công mạnh. Đấy. Rồi, nice. Con này làm rất tốt. Nó làm rất tốt anh em ạ. Và tiêu diệt thôi anh em ơi. Tiêu diệt thôi. Bỏ qua phòng thủ luôn. Hay. Finish. Finish game. Kết thúc cái thám hiểm này mà lại không có được cái đá tiến hóa ha. Hơi buồn. Không có đá tiến hóa. Vấn đề là không có đá tiến hóa. Rất là muốn tiến hóa cái con khủng long kia nhưng mà nó không có đá anh em ạ. Tôi có đá thì tôi đã ngon rồi. Thật sự nếu mà có đá thì đã quá ok luôn rồi. Ok. Đây không phải toàn trứng đeo bóng tối thôi. Chết dở này. Thật sự là đang chết dở. Tôi không biết là làm nào để lấy được cái đá tiến hóa đây. Tại vì là các bạn là đánh đi lại cái đấy thì nó cũng hơi khó khăn à. Gói đá quý, cửa hàng hàng ngày, đá nước. Game thì nhiều vô đối. Ok. Khá khó nhờ. Thôi đến đấu trường đi. Chúng ta sẽ chơi một vài trận đấu trường nho nhỏ ở bên này. Để tìm những cái đối thủ mạnh. Tiếp tục là tiêu diệt bọn nó thôi. Đấy, đây là tổ đội biệt đội khủng long của mình anh em ạ. Game này khá hay, em mình thấy khá là hay, đánh theo kiểu giống kiểu Dragon City. Mấy con này thì nó yếu á, nhờ. Cái gì ấy? Ok, mấy con này yếu quá. Đánh đấm này thì mình hạ trong vòng một nốt nhạc à. Nó sẽ có 5 anh em ạ, mình nghĩ mình nên thủ một tí. Đấy, mình bia mình đoán được rồi, mình đoán được lúc nào nó sẽ tấn công, lúc nào nó sẽ phòng thủ anh em ạ. Nice. Thế có vẻ ổn không? Có vẻ ổn áp không? Raptor Zero. Raptor Zero. Ok. Nó sẽ bây giờ nó sẽ tấn công này. Mình có thể phản công để lấy thêm một năng lượng á. Đấy, đẹp chưa? Hợp lý à. Như vậy ta sẽ có nhưng không phản công được quá nhiều anh em ạ. Tôi không phản công được quá nhiều đam. Phục hồi ạ. Có lẽ mình nên giết nó luôn đi thì nó sẽ hay hơn à. 6 à, đây là nó sẽ đấy sẽ phản công khá nhiều anh em ạ. Bây giờ giết nó thôi anh em. Nó có thủ không nhỉ? Chém. Ok. Khỏe đấy anh em. Rồi. Và chúng ta sẽ kêu tập này nhé. Xin chào anh em và gặp lại anh em trong cái tập kế tiếp nha. Nói chung cái game này phải cày nhiều thì mới tiến hóa được. Đánh nhiều cái phần đấy kia thì nó sẽ tiến hóa nha anh em. Và rồi.